Khu vực sạt lở thuộc bờ tả sông Cây Bứa, đoạn qua thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, có chiều dài khoảng 950 m trong đó có khoảng 300 m bờ sông bị sạt lở, có nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng nhà ở của 29 hộ dân nơi đây. Theo nhiều người dân, tình trạng sạt lở ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, đặc biệt sau các trận mưa lũ lớn, Ông Cao Thanh Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tư Nghĩa cho biết, khó khăn hiện nay chủ yếu là tài chính, vì trong quá trình đầu tư kè sẽ phải tái định cư một số hộ đầu tư ở đầu tuyến. Hơn nữa, khu vực này lòng sông khá sâu, nên giải pháp đầu tư khó khăn, nguồn vốn khái toán ban đầu khoảng 35 tỷ đồng. Nhưng theo danh mục đầu tư trung hạn năm 2021-2025 thì lại không có dự án kè này. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí ngay trong năm 2022 để Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa tổ chức đầu tư xây dựng công trình với quy mô chiều dài kè khoảng 950 m ước tính kinh phí đầu tư 35 tỷ đồng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa chịu trách nhiệm tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lỡ bờ sông cây bứa, sử dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản người dân.